Duy Hà Nội Phố xin mến chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và bạn đến với trung tâm lễ hội Lim. Thưa quý vị, lúc này là khoảng tầm 9 giờ sáng, Duy đang có mặt tại trung tâm diễn ra lễ hội Lim. Và hôm nay là ngày 12 tháng Giêng âm lịch. Thưa quý vị, đã 3 năm không được tổ chức rồi. Đây là một trong những lễ hội được mong chờ nhất ở Bắc Ninh. Và trong clip này Duy mời quý vị và bạn cùng Duy chúng ta đi vào khám phá cái không gian trải nghiệm cái lễ hội của năm nay có gì khác, cũng như là có các hoạt động gì. Quý vị muốn mua đặc sản trà sạch Thái Nguyên, xin liên hệ số 0989 260 877. Sản phẩm trà sạch Thái Nguyên được phân phối chính thức bởi Hà Nội Phố, nhận giao hàng toàn quốc. Thưa quý vị, hội Lim được biết đến là lễ hội lớn của vùng, thể hiện một cách sâu sắc nhất văn hóa nghệ thuật và tín ngưỡng tâm linh của người dân xứ Bắc Ninh, Kinh Bắc. Theo chương trình lễ hội vùng Lim bắt đầu từ ngày 2 tháng 2, tức ngày 12 tháng Giêng, với nghi thức dâng hương tại chùa Hồng Ân, lăng tướng công Nguyễn Đình Diễn trên đồi Lim. Vào ngày 3 tháng 2, tức ngày 13 tháng Giêng, tiến hành rước sắc từ đình làng Đình Cả sang đình làng Lụ Bào và tế lễ dâng hương theo nghi thức truyền thống tại các đình, đền, chùa, các lễ làng thuộc xã Nội Duệ, xã Liên Bão, thị trấn Lim. Song song với phần lễ, phần hội diễn ra tại trung tâm đồi Lim và khu vực hồ điều hòa Vân Tường với nhiều trò chơi dân gian như hát đối đáp quan họ, hát canh quan họ, đủ tiền, vật truyền thống, bịt mắt bắt dề, đập niêu, múa rồng, múa lần, vân vân. Đặc biệt, huyện Tiên Du khánh thành hồ điều hòa Vân Tường và tổ chức bắn pháo hoa vào 21 giờ ngày 2 tháng 2, tức 12 tháng Giêng tại đây. Về với hội Lim là dịp về với vùng nước non kỳ thú, về với sinh hoạt văn hóa dân gian đặc sắc nhất của Kinh Bắc, Bắc Ninh và tham dự hoạt động văn hóa quan họ, di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Có thể coi hội Lim là thời khắc phô diễn rực rỡ và tập trung tinh hoa văn hóa dân tộc Việt trên vùng quê Kinh Bắc. Vì vậy, nếu quý khách đã một lần đi chảy hội Lim, hẳn sẽ đến hẹn lại lên. Trong đó, khu trung tâm sẽ bố trí các lán trại hát quan họ, các trò chơi dân gian, các khu trưng bày, giới thiệu và bán các đồ lưu niệm như sách, tranh ảnh, thư pháp, bằng đĩa hát quan họ, quần áo quan họ, nón quay thào, tranh dân gian đồng hồ, chè trúc, gốm sứ, sinh vật cảnh, riêng khu văn hóa ẩm thực, các dịch vụ kinh doanh khác được quy hoạch riêng. Thưa quý vị, đến đây là khu vực trung tâm rồi. Và đây là cái sân khấu lớn. Sân khấu này thì đã có những cái hoạt động chuẩn bị từ 1 đến 2 ngày trước rồi. Còn ở phía này của Duy, hướng lên phía chùa Lim. Chùa Lim cách đây năm 2019 ấy, Duy đến ấy, thì là chùa Lim chưa được hoàn thiện xây dựng như này đâu. Bây giờ Duy thấy có sự khang trang. Và ở phía này, đó là những cái không gian của những cái làng quan họ. Xin mời đơn vị đăng ký là lên giao lưu ạ. Vâng thưa quý vị, đây là một cái gian đầu tiên của câu lạc bộ văn hóa xã Bạc Sơn. Và như chúng ta có thể thấy là những khán giả yêu quan họ đến đây để xem cũng như là để giao lưu cùng với các liệt anh liệt chị. Duy mời quý vị và bạn cùng Duy chúng ta cùng bắt đầu đi tiếp. Thank you.
đây là câu lạc bộ quan họ xã Đại Đồng. Đó. Ở đây thì hiện tại buổi sáng nay thì chưa đông người, cho nên là một số những câu lạc bộ thì chưa có khán giả. Mời quý vị và bạn cùng Duy, chúng ta cùng tiếp tục khám phá nhé. Và đây cũng có một câu lạc bộ. Thế là chúng ta đã đi qua 3 câu lạc bộ rồi. Tổng cộng năm nay là có khoảng bao câu lạc bộ thì mời quý vị và bạn cùng chúng ta cùng đi. Đây là câu lạc bộ quan họ người cao tuổi huyện Tiên Du. Đấy, chúng ta có thể thấy là những khán giả tới đây để giao lưu cùng mọi người. Và đây là chùa Lim quý vị ạ. Có một cái trục đường thần đạo ra chính đài phun nước cũng khá là đẹp. Đây là một trong những diện mạo mới của chùa Lim năm nay, cũng như là của lễ hội Lim. Đây là câu lạc bộ quan họ làng Hoài Thị, làng Diệm. Ở đây chúng ta có một cái câu lạc bộ nữa. Tổng cộng như Duy đếm là có khoảng tầm 9 câu lạc bộ rồi. Đây là câu lạc bộ quan họ thôn Lương, xã Tri Phương. Thưa
quý vị, không khí lễ hội thực sự đang diễn ra rất là vui với một cái thời tiết mát mẻ, một cái không khí xuân đang tới ở Tiên Du Bắc Ninh. Quý vị, năm nay Duy thấy có điểm mới là ở phía ngoài lối đường kia kìa thì có hồ điều hòa. Trong hồ điều hòa thì có các hoạt động như là chèo thuyền cũng như là dịch vụ thuyền vịt này. Rồi trong quá trình chèo thuyền thì có các cái liên lạc hình sĩ đứng ở trên thuyền hát những câu ca. Còn trong sân này thì Duy thấy rằng có 9 câu lạc bộ cũng như là một cái sân khấu lớn. Trong sân khấu lớn thì cũng sẽ diễn ra những cái tiết mục văn nghệ. Quan họ có rất nhiều hình thức hát canh, hát hội, hát thuyền và hát giao duyên. Và bây giờ xin được mời quý vị sẽ cùng đến những câu ca quan họ. Ví như các liền anh ca lâu cơ rằng: đêm qua ngồi tựa mạn thuyền, răng in mặt nước càng nhìn càng xinh, nhắc trông thân thủy hữu tình, hơi ngâm ngoại lái rượu bình trong khoang. Thì chị hai cũng bèn đối lại rằng: đêm qua ngồi tựa song đào, hỏi người chia kỷ ra vào vấn vương. Và đó là hình thức đối đáp. Và bây giờ xin được mời quý vị sẽ cùng đến những câu hát giao duyên của liền anh và liền chị qua câu ca còn duyên kẻ đón người đưa. Hết duyên đi sớm về chưa mặc lòng, còn duyên ngồi gốc cây thông, hết duyên ngồi gốc cây hồng hái hoa. Anh có yêu em sang chơi cửa chơi nhà, cho thầy mẹ biết đúc hoa đình này. Và mời toàn thể quý vị đồng hồi sẽ cùng đến bài hát còn duyên qua tiếng hát của liền anh và liền chị. Xin giới thiệu quý vị là chị hai nhí của chúng tôi năm nay mới 14 tuổi thôi ạ. Quý vị cùng dành một tràng tay ạ. Một lát nữa thôi, xin được mời quý vị được cùng đến thế hệ măng non tiếp theo. Bây giờ các liền chị nhí đang phải chương trình khai mạc hội lim và đang hát ở sân khấu dưới kia. Vâng, các liền chị nhí chỉ có 7 tuổi, 8 tuổi, 9 tuổi. Và bây giờ thế hệ thứ hai của chúng tôi là thế hệ 13, 14, 15 tuổi. Và đây là thế hệ các nghệ nhân chúng ta vừa tiêm trầu và vừa truyền dạy những bài hát quan họ. Và bây giờ xin được mời quý vị cùng đến với câu ca còn duyên dân ca quan họ lời cổ. Người còn không
hồi ha, hư hồi hư là hư hồi hư. Sao hai cô ạ? Hai cô đến từ đâu đấy? À, Thái Nguyên ạ, à? Vâng. Cô đến với lễ hội Lim được lâu chưa? Và đã bao nhiêu lần rồi ạ? Lần đầu tiên ạ. À dạ, vâng. Cô có cảm nhận, cảm giác thế nào lễ hội năm nay? Rất vui, vui lắm. Vâng. Hai cô chắc là cũng rất là yêu con họ đúng không ạ? Vâng. Yêu lắm mà không biết hát. Thưa quý vị, ngay phía sau Duy đây là một sân khấu lớn thứ hai. Đây cũng là một trong những nét mới của hội Lim năm 2023. Và ở đây sẽ diễn ra lễ cắt băng khánh thành công trình công viên cây xanh và hồ điều hòa. Nếu quý vị và bạn đến với hội Lim năm nay, ngoài những làn điệu quan họ mà quý vị hay nghe, hay xem, thì còn có những giao lưu, những làn điệu quan họ cổ như quý vị đang xem, đang nghe ở phía đằng sau Duy đây. Dạ vâng, thưa anh là trước tiên anh cho em xin họ tên và địa chỉ của anh ạ. Chào em và chào toàn bộ khán giả. Tôi là Trần Văn Duy, đến từ Hà Nội. Dạ vâng, dạ thưa anh là đến với hội Lim năm nay thì anh cảm nhận như thế nào về hội Lim năm nay ạ? Về hát này, về công tác đảm bảo an ninh trật tự. Tôi thấy hội Lim năm nay thì có cái công tác chuẩn bị thì rất là hoành tráng này. Tức là đi từ lối vào thì có các cái đồng chí công an cảm giác rất là an tâm. Còn không khí thì hội ngày hôm nay, năm nay là một cái hội có một cái khuôn viên lớn, đặc biệt là vị trí mà Duy đang đứng ở đây thì có một cái sân khấu lớn thứ hai ngoài sân khấu chính ở trong khu vực chính ở trong kia. Đó là cái không gian được mở rộng này. Rồi cảm giác cái năm nay thì cái lượng người cảm giác sẽ đông hơn mọi năm. Dạ vâng, thưa anh là một đặc trưng của hội Lim là về đến với Bắc Ninh là anh sẽ thưởng thức những điệu hát quan họ. Thế anh cảm nhận như thế nào về những cái điệu hát quan họ này? Điệu hát quan họ thực tế thì với mỗi người có một cái cảm nhận khác nhau. Riêng với Duy, Duy thích những cái làn điệu quan họ cổ. Đặc biệt là chúng ta vừa nghe những cái làn điệu quan họ mà liền anh liền chị giao duyên với nhau qua lời hát thôi, không có nhạc. Những cái làn điệu mà mình nghe mình cảm thấy nó thấm thía và nó rất gần gũi. Thưa anh là thích những cảm giác là về cái không khí ạ, về người dân này, về những người đến đây chảy hội này, với lại những cái mong muốn ở trong năm mới ạ, khi mà tham gia hội ạ. Như tôi cảm thấy khi về hội Lim ấy, mình không những là được nghe những cái làn điệu dân ca, được giao lưu cùng với các liền anh liền chị mà chúng ta cũng có thể là đi vãn chùa. Đó, chùa Lim cũng nằm trong cái quần thể của hội Lim năm nay. Đấy thì Duy nghĩ rằng mỗi người đi đến hội Lim thì có một mong muốn khác nhau, nhưng mà đến hội Lim thì ai cũng biết là hội Lim là hội về quan họ. Chúng ta được nghe những cái lời quan họ của liền anh liền chị trao duyên chào hỏi, thể hiện qua làn điệu thì chúng ta cũng có cảm nhận cái ngày đầu xuân thì có một cái không khí vui vẻ, không khí hoan hỉ, giao lưu. Nói chung khi đến đây với mọi người thì không biết, nhưng mà Duy cảm thấy là một không khí lễ hội tạo cho mình một không khí hứng khởi cho một cái năm mới. Cảm ơn anh. Cảm ơn người. Cảm ơn anh nha. Không có gì. Họ đậm đà, mượt mà và tha thiết không chỉ của vùng quê Kinh Bắc Bắc Ninh mà chúng ta đã được biết. UNESCO đã công nhận là di sản văn hóa đại diện của nhân loại. Chính vì vậy, toàn thể quý vị cũng là những anh hai, những chị ba để truyền tải những làn điệu dân ca quan họ đậm đà của vùng quê Kinh Bắc Bắc Ninh tới toàn thể trên thế giới, để toàn thể quý vị và những người trên thế giới được biết rằng những làn điệu dân ca quan họ đậm đà, nét đặc trưng của vùng quê Kinh Bắc Bắc Ninh đã được lan tỏa. Kính thưa toàn thể quý vị, và ngay sau đây xin mời toàn thể quý đông hội chúng ta cùng đến với bài hát Ba Đồng Một Mớ Trầu Cay do nghệ nhân Huệ đến từ câu lạc bộ của vùng quê Kinh Bắc Bắc Ninh và chị Hai Mai Sau trình bày, và xin mời toàn thể quý vị cùng đến với bài hát dân ca quan họ cổ này. Xin trân trọng kính mời quý vị cùng đón nghe. Bây giờ cá chậu chim lồng
Vâng, xin mời quý khán giả nghe câu hát Ba Đồng Một Mớ Dầu Cay. Chính vào ngày 13, trong 3 ngày đó là ngày 12, ngày 13 và ngày 14 là hết hội. Đặc biệt là đêm nay ở Hồ Điều Hòa, ngay cách ở trung tâm lễ hội này, tối nay thì có bắn pháo hoa. Nếu quý vị và bạn có thời gian, có dịp thì hãy tới với lễ hội Lim, một trong những lễ hội xuân lớn nhất ở Bắc Ninh. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Quý vị nhớ ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và chia sẻ video. Đừng quên nhấn đăng ký kênh YouTube Hà Nội Phố để đón xem những video mới nhất. Hẹn gặp lại quý vị trong những video sắp tới. Quý vị muốn mua đặc sản trà sạch Thái Nguyên, xin liên hệ số 0989260877. Sản phẩm trà sạch Thái Nguyên được phân phối chính thức bởi Hà Nội Phố, nhận giao hàng toàn quốc.